Một chàng trai đã nhận được huy chương bạc mà cầu thủ U22 Thái Lan là Jonathan Kennedy ném đi ở trận chung kết SEA Games 32. Nhờ điều này, chàng trai trở nên nổi tiếng. Theo tờ Pirates ngày 22 tháng 5, Chay Satia, cổ động viên Campuchia đã khoe trên mạng xã hội tấm huy chương bạc của Jonathan Kennedy tại SEA Games 32. Chàng trai bất ngờ nổi tiếng vì nhặt được huy chương của cầu thủ U22 Thái Lan chụp màn hình trang TSAIAIT Chay Satia viết: "Tấm huy chương bạc của cầu thủ Thái Lan Jonathan Kennedy đang ở bên tôi. Tôi yêu tấm huy chương này vì nó có biểu tượng nổi bật của đất nước. Dù bị vứt đi nhưng tôi không bỏ chiếc huy chương vì đó là đại diện cho tinh thần của người Campuchia." Tấm huy chương bạc mà Chay Satia nhặt được trước đó thuộc về trung vệ Jonathan Kennedy của U22 Thái Lan. Jonathan Kennedy đã ném lên khán đài khi trận chung kết khép lại. Hành động của Jonathan Kennedy bị cổ động viên Thái Lan và Campuchia chỉ trích dữ dội. Ông Chum Kosan, quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia phát biểu, Jonathan Kennedy đã đánh mất khí chất của một cầu thủ và không tôn trọng nước chủ nhà. Ông cũng đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên giáo dục lại cầu thủ này. Còn Jonathan Kennedy giải thích rằng anh không có ý vứt huy chương. Anh chỉ có nhã ý tặng lại huy chương và linh vật cho người hâm mộ đã đến cổ vũ.